Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh của mình nhé. Thì hôm nay tiếp tục các video chia sẻ về chủ đề sử dụng Zalo đến máy tính, thì mình tiếp tục chia sẻ với các bạn về cách mà các bạn lựa chọn các cái cài đặt ở trên Zalo rất là cần thiết để khi các bạn sử dụng trên máy tính nhé. Rồi thì để thực hiện trên máy tính thì vấn đề đầu tiên là các bạn phải tải Zalo và các bạn tải về máy tính và các bạn cài vào máy nhé. Thì trong video trước ấy, thì mình đã chia sẻ với các bạn về cái cách mà các bạn tải và cài đặt trên máy tính đó, thì các bạn quan tâm về cái cách tải và cài đặt thì các bạn có thể truy cập vào cái kênh của mình nhé, các bạn tham khảo thêm. Rồi, trên máy của mình thì mình đã cài Zalo đây các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ mở Zalo lên nhé. Đó, thì đây là cái giao diện của Zalo các bạn này. Đấy, giao diện của Zalo trên máy tính. Thì cũng giống như trong các cái video trước ấy, thì chia sẻ các bạn là ở trên Zalo thì nó trên máy tính thì cái giao diện là nó lớn hơn ở trên điện thoại, bởi vì cái màn hình nó lớn hơn các bạn nhé. Và khi các bạn gọi video ở trên máy tính ấy, thì các bạn chỉ được sử dụng cái camera trước thôi, tức được gọi là cái webcam ở trên máy tính đó, còn không gọi camera sau các bạn nhé. Gọi camera sau thì chỉ có trên điện thoại thôi. Điện thoại là có hai camera trước và sau. Thì khi các bạn sử dụng trên máy tính ấy, thì chúng ta thì giao diện của Zalo thì nó có ba cái vùng các bạn nhé. Cái vùng đầu tiên là cái thanh cài đặt ở phía bên này. Đó. Và cái cột thứ hai là cái thanh công cụ nằm ở giữa này đấy. Và cái cột thứ ba là cái giao diện chính nó nằm ở phía bên này đó. Thì khi các bạn là thao tác một cái vào các bạn thao tác trên Zalo, các bạn vào một cái cá nhân nào đó, thì cái ví dụ các bạn thao tác ở cái người này chẳng hạn đó, thì cái hình cái giao diện chính là nó sẽ nằm sang bên phải này các bạn nhé. Cái giao diện chính của Zalo nằm ở bên phải này, bao gồm là tin nhắn này, hoặc là cái hình ảnh và các cái video mà các bạn là gửi lên cho những cái người bạn khi các bạn là tương tác nhá, thì nằm ở bên này hết. Đó, thì trong cái video hôm nay thì cái vấn đề mình chia sẻ các bạn đó là các cái cài đặt quan trọng khi mà các bạn là sử dụng Zalo trên máy tính nhá. Đó, thì khi vào cài đặt thì các bạn là sẽ các bạn nhìn xuống cái thanh công cụ phía bên cái cột phía bên trái này này, ở phía dưới này. Ở đây chúng ta có cái hình cài đặt là cái hình bánh răng ấy. Đó, hình bánh răng này gọi là cái nút cài đặt các bạn này. Các bạn tích vào đây nhá. Đó. Thì sau khi các bạn tích vào cái hình nút cài đặt này, các bạn kích chuột trái vào đây thì chúng ta sẽ có các cái lựa chọn cài đặt ở đây nhé. Ví dụ như tài khoản này, cài đặt này, lưu trữ này, công cụ này, ngôn ngữ và giới thiệu. Thì trong cái video hôm nay thì mình chỉ chia sẻ các bạn về những cái vấn đề cơ bản thôi, và dành cho các bạn mới sử dụng ở trên máy tính lần đầu. Thế cho nên là mình đi chậm và chi tiết để các bạn dễ theo dõi nhé. Ngoài ra thì ở đây các bạn có thể là thu nhỏ cái giao diện Zalo này lại, nó giống như ở trên điện thoại, thì các bạn tích vào cái ô giữa này đây nhá, các bạn tích chuột trái vào đây. Đó, thì cái giao diện là nó cũng tương đối giống như ở trên máy tính các bạn này, ở trên điện thoại nhá, đó nó nhỏ như thế này. Đấy, thì khi các bạn bấm vào cái nút cài đặt đấy thì các bạn sẽ vào cái hình bánh xe dưới này. Đó, các bạn tích vào đây thì nó cũng hiện lên các cái lựa chọn cài đặt ở trên này. Rồi bây giờ mình sẽ mở cái lớn lên nhá. Đây mình sẽ vào hình bánh xe để mình cài đặt. Rồi, đầu tiên là cái tài khoản ấy, thì khi các bạn kích vào cái tài khoản thì trong cái tài khoản này thì họ sẽ cho chúng ta biết là cái tên tài khoản của các bạn là gì, tức là cái tên Zalo đấy, và thứ hai là cái số điện thoại. Rồi cái mục thứ hai là cài đặt, thì chúng ta tích vào cái mục cài đặt ở cái mục thứ hai này. Đó, thì trong cái mục cài đặt này thì các bạn là sẽ có những cái lựa chọn ở bên này nhá. Theo mình nghĩ là cái phần cài đặt là tương đối là quan trọng ở trên Zalo. Đầu tiên là các bạn kích vào cái mục cài đặt chung. Lúc này các bạn nhìn sang bên phải thì có cái phần danh bạ này. Ở dưới này họ có nói là danh sách bạn bè được hiển thị trong danh bạ. Đó. Danh sách bạn bè được hiển thị trong danh bạ. Ở đây có cái mục đó là hiển thị tất cả bạn bè. Thì nếu các bạn là muốn hiển thị tất cả bạn bè ở trên Zalo đấy thì các bạn tích vào cái ô này, các bạn tích chuột trái vào đây. Đó. Thì kể cả những cái người mà không truy cập Zalo thì nó vẫn hiện lên hết. Đó, còn nếu các bạn là chọn cái mục thứ hai đó là chỉ hiển thị bạn bè đang sử dụng Zalo. Đó, chỉ hiển thị bạn bè đang sử dụng Zalo. Tức là những người nào mà đang sử dụng Zalo thì nó sẽ hiển thị lên, thì các bạn sẽ chọn cái mục thứ hai này. Đấy, thì lúc này là khi các bạn vào đây thì những cái người này là đang sử dụng Zalo thì các bạn sẽ kéo cái thanh trượt này xuống này. Đấy, các bạn vào cái hình cuốn sổ này nhé, hình cuốn sổ này. Đó, và các bạn kích vào danh sách kết bạn. Đấy, danh sách kết bạn thì nó sẽ hiện ra những cái người mà các bạn đã kết bạn trên Zalo của các bạn. Đấy, các bạn kéo cái thanh trượt này xuống này. Thì khi các bạn lựa chọn là hiển thị những người đang sử dụng Zalo thì nó sẽ hiện lên ở đây các bạn nhé, hiện lên ở đây này. Đấy, cái này có thể là một số người mà trước đây các bạn đã kết bạn nhưng bây giờ họ không sử dụng nữa thì nó lại không hiện lên. Rồi, cái mục thứ hai là nhưng mà theo mình thì các bạn nên chọn cái lựa chọn thứ hai này, đó là hiển thị bạn bè đang sử dụng Zalo thì nó sẽ hay hơn, thì nó sẽ đơn giản hơn đấy cho trong cái việc là các bạn liên hệ khi mà các bạn cần thiết nhé. Rồi thứ hai là cái mục thứ hai là ngôn ngữ, language, thì thay đổi ngôn ngữ thì các bạn tích vào đây. Đó, các bạn muốn sử dụng tiếng Anh thì các bạn tích ở xuống phía dưới này, thì hoàn toàn là giao diện là chuyển sang tiếng Anh hết. Nhưng mà đây là chủ yếu là Zalo thì mình sử dụng cho Việt Nam mình đấy, cho nên chúng ta sẽ sử dụng tiếng Việt các bạn nhé. Mình sẽ tích vào tiếng Việt. Rồi sang cái cột cái phần thứ ba là khởi động khi ghi nhớ tài khoản, khởi động và ghi nhớ tài khoản. Cái phần này rất là quan trọng các bạn này. Đó, cái phần này là khởi động Zalo khi mở máy, khởi động Zalo khi mở máy. Thì nếu như các bạn là muốn khi mà các bạn mở máy tính lên ấy, mà Zalo nó khởi động lên luôn, tức là nó sẽ hiện ra cái giao diện Zalo trên màn hình máy tính luôn, thì các bạn mở cái này lên, các bạn tích chuột vào đây. Đó, thì lúc này là các bạn mở máy tính lên là Zalo nó sẽ hiện lên trên màn hình luôn, và các bạn vào các bạn làm việc trên Zalo luôn. Đó, thì cái vấn đề này thì thường thường là sử dụng cho những người nào mà hay dùng Zalo hoặc là các bạn làm việc online đấy, thì các bạn nên sử dụng cái chức năng này. Còn những bạn nào mà thỉnh thoảng sử dụng Zalo trên máy tính ấy, thì các bạn theo mình là các bạn nên tắt nhé, nên tắt cái này đi và chúng ta không nên mở. Đó. Còn đối với mình thì mình cũng đóng lại, các bạn đóng lại, bởi vì nếu mà chúng ta ít sử dụng ấy, mà khi nào các bạn cứ khởi động máy tính lên mà Zalo nó hiện lên như vậy thì nó sẽ gây phiền phức các bạn nhé, gây phiền phức, cho nên là mình đóng lại. Rồi cái mục thứ hai là ghi nhớ tài khoản là đăng nhập ở trên máy tính đó. Ghi nhớ tài khoản đăng nhập thì lúc này là mình mở cái này lên, để sau này lỡ may mà khi các bạn tắt đóng Zalo thì khi các bạn khởi động Zalo lên ấy, thì Zalo nó sẽ tự động cập nhật, tự động truy cập vào cái trang cá nhân của mình luôn mà chúng ta không cần đăng nhập nữa. Còn nếu các bạn đóng lại như thế này này, đóng lại thì lúc này là sau này các bạn mở Zalo lên là các bạn phải đăng nhập nhé, đăng nhập tài khoản, ví dụ như là số điện thoại này, đăng nhập mật khẩu này, như vậy là chúng ta mất thời gian đúng không, và mất thêm làm thêm việc đấy, cho nên là cái này thì mình mở lên. Đó, như vậy là theo mình thì ở cái mục là ở trên thì chúng ta đóng lại nhá, mục ở dưới này thì chúng ta mở lên. Rồi chúng ta sang cái phần cài đặt tiếp theo là riêng tư và bảo mật. Đó, thì các bạn muốn đổi mật khẩu thì các bạn vào đây nhá, đổi mật khẩu trên Zalo thì các bạn vào đây. Ngoài ra thì các bạn có thể đổi mật khẩu trên điện thoại cũng được. Đó, thì khi các bạn đổi mật khẩu đến điện thoại thì mật khẩu đến máy tính nó cũng thay đổi y chang như vậy, bởi vì điện thoại và máy tính là hai cái này là nó đồng bộ với nhau, nên các bạn là đổi ở đâu cũng được nhé. Rồi các bạn muốn khóa màn hình Zalo, tiếp theo là các bạn muốn khóa màn hình Zalo thì các bạn vào đây, các bạn tạo mã khóa nhé, các bạn tích vào đây để các bạn tạo mã khóa này. Đó, thì khi các bạn là muốn bảo mật cho cái màn hình Zalo của mình thì các bạn đặt mật khẩu đây nhé, và ở đây họ ghi là 4 ký tự, các bạn đặt vào đây cái ô dưới này, các bạn là nhập lại cái mã khóa đấy, và sau khi xong thì các bạn bấm vào tạo mã khóa. Đó, thì cái này là bạn nào mà cần bảo mật Zalo nhiều ấy, thì các bạn nên làm, còn nếu như các bạn chỉ lên Zalo các bạn chat những cái công việc bình thường hàng ngày thì theo mình là cũng không cần thiết lắm. Đó, vì đôi lúc là các bạn quên cái mã khóa này thì chúng ta lại gây cái phiền phức cho mình các bạn nhé. Rồi đồng bộ tin nhắn này. Đó, thì cái mục thứ hai thứ ba là đồng bộ tin nhắn, thì các bạn nào mà muốn đồng bộ tin nhắn ở trên điện thoại và ở trên Zalo ấy, tức là đồng bộ cùng nhau. Tin nhắn ở trên điện thoại như thế nào thì tin nhắn ở trên Zalo nó trên máy tính y chang như nhau, như vậy thì các bạn vào cái mục đồng bộ nhé, và tích vào mục đồng bộ này. Đó, thì ở đây là Zalo họ sẽ cho chúng ta cái khoảng thời gian là 3 phút để các bạn mở cái Zalo trên máy tính. Đấy, và các bạn mở Zalo trên máy tính xong rồi thì các bạn bấm vào cái mục cái chữ là đồng bộ ngay ở trên máy tính, trên điện thoại đấy. Khi các bạn mở Zalo trên điện thoại thì họ sẽ có cái chữ là đồng bộ ngay, thì các bạn tích vào cái chữ đồng bộ ngay đó, thì lúc này là chúng ta sẽ đồng bộ tin nhắn ở trên điện thoại và trên máy tính là giống nhau hoàn toàn đấy, và thời gian chúng ta thực hiện là trong vòng 3 phút các bạn nhé. Ở đây đồng hồ đếm ngược này, đếm ngược là 3 phút này. Đó, rồi sang cái mục tiếp theo đấy là cái mục giao diện. Cái mục giao diện thì theo mình là các bạn nên để mặc định nhé, nên để mặc định. Rồi cái mục thông báo này, các bạn cũng nên bật cái thông báo này lên. Còn nếu các bạn chọn cái mục tắt ấy, tắt thì lúc này là ví dụ như là khi mà các bạn có một cái tin nhắn nào đó hoặc là ai đó gọi đến ấy, thì gọi nhờ đấy, gọi là gọi nhờ đấy, thì chúng ta sẽ không nhìn thấy được bởi vì chúng ta đã tắt cái thông báo này. Đó, cho nên là theo mình là các bạn nên bật thông báo lên, chúng ta để mặc định nhá. mặc định là bật. Rồi tiếp theo là tin nhắn. Tin nhắn thì chúng ta cũng nên để mặc định các bạn nhé, nên để mặc định luôn. Đấy, nên để mặc định. Rồi cài đặt cuộc gọi. Đó, cái này các bạn cũng để mặc định nhé. Ở đây thông báo cuộc gọi đến trên Zalo Bixi. Cái này thì chắc chắn là các bạn nếu như mà các bạn muốn khi muốn ai đó gọi đến trên Zalo mà các bạn muốn thông báo trên trên máy tính ấy, thì các bạn nên để cái chức năng này. Còn nếu các bạn mà chỉ để trên điện thoại thôi đó, thì các bạn đóng cái này lại, các bạn tích vào đây thì nó sẽ đóng lại. Như vậy là khi mà có một người gọi đến ở trên Zalo đấy thì cái chuông nó chỉ đổ trên điện thoại thôi, còn chuông ở trên máy tính là nó không có đổ các bạn nhé, không có đổ. Để chúng ta đóng lại nhé. Ở đây thì mình mở lên, ở trên máy của mình thì mình mở lên các bạn nhé. Rồi tiếp theo là tiện ích. Cái mục tiện ích này thì các bạn cũng theo mình là để mặc định luôn, cấu hình Proxy cũng vậy, chúng ta để mặc định. Rồi ngoài ra là trên Zalo thì nó có một cái tính năng rất là hay các bạn nhé, đó là chụp màn hình máy tính bằng Zalo. Thì trong cái video trước ấy, là mình đã chia sẻ rất là chi tiết về cái cách mà chụp màn hình máy tính bằng Zalo, rất là đơn giản luôn, và cái hình ảnh mà các bạn chụp rất là sắc nét. Đó, thì các bạn quan tâm thì các bạn có thể truy cập vào cái kênh của mình để các bạn tham khảo thêm cái video đó. Sau đây mình sẽ vào lại cài đặt các bạn này. Rồi các bạn vào cái mục là công cụ này, công cụ thì các bạn vào cái mục là phím tắt. Thì trong cái phím tắt này thì nó ở đây thì Zalo họ hướng dẫn cho chúng ta một số cái phím tắt, ví dụ như là các bạn muốn vào cái mục tin nhắn ấy, thì các bạn bấm nhanh cái chữ là ALT cộng với phím số 1 đó, thì nó sẽ vào nhanh. Rồi danh sách bạn bè, các bạn muốn vào danh sách bạn bè nhanh thì các bạn vào bấm phím ALT cộng với phím số 2 ở trên bàn phím các bạn nhé. Bởi vì ở trên bàn phím của mình ấy, thì nó có cái phím ALT này và cái phím số 2, các bạn bấm hai cái phím này cùng lúc này. Truy cập vào danh sách nhóm ấy thì các bạn bấm vào cái phím ALT cộng với phím số 3, bấm hai phím cùng lúc. Ngoài ra thì ở phía dưới này nó có cái phím là chụp màn hình này. Các bạn muốn chụp màn hình máy tính ấy, bằng Zalo thì các bạn vào, các bạn bấm tổ hợp ba cái phím đó là ALT cộng với phím CTRL, tức là phím Ctrl đấy, và cái phím chữ S. Đó, các bạn bấm cùng lúc ba cái phím này thì chúng ta sẽ chụp màn hình máy tính. Đấy. Rồi, và thiết lập mã khóa ứng dụng thì các bạn bấm Ctrl cộng với phím L nhé. Thì cái phần mà chụp màn hình máy tính này thì mình không có nói thêm ở cái video này, bởi vì mình đã hướng dẫn một cái video riêng ở trên kênh của mình rồi, thì các bạn truy cập vào cái kênh của mình để các bạn tham khảo thêm nhé. Rồi một cái phần nữa đó là lưu trữ. Cái phần là lưu trữ này các bạn này, thì các bạn tích vào lưu trữ, ví xuất dữ liệu, các bạn sang cái mục xuất dữ liệu. Thì ở đây mà bạn nào mà muốn xuất dữ liệu tin nhắn này, xuất dữ liệu tin nhắn và media, có nghĩa là xuất dữ liệu gồm tin nhắn này, hình ảnh này, tập tin này và video, có nghĩa là nó xuất lên trên máy tính của các bạn á, xuất ra trên máy tính của các bạn luôn tất cả dữ liệu trên Zalo của các bạn, thì các bạn bấm vào cái chữ xuất dữ liệu dưới này thì tất cả dữ liệu nó sẽ xuất ra và nó lưu vào cái địa chỉ, địa chỉ ở đây gọi là lưu vào. Thì các bạn là muốn thay đổi địa chỉ, ở đây thì Zalo họ để địa chỉ là ổ đĩa C các bạn nhé, ổ đĩa C, nhưng mà các bạn muốn đổi địa chỉ vào ổ đĩa D hoặc là ổ đĩa E ấy. D hoặc là E thì các bạn bấm vào chữ thay đổi này để các bạn chọn cái nơi lưu cái dữ liệu đó, ví dụ như là D này đó, hoặc là E này. Và theo mình thì các bạn không nên xuất dữ liệu trong ổ đĩa D, ổ đĩa C các bạn nhé, bởi vì cái ổ đĩa C là nó lưu hệ điều hành, và các bạn thao tác trên ổ đĩa C thì máy thỉnh thoảng nó sẽ bị thông báo lỗi hoặc là dẫn đến lỗi Win đấy, thì chúng ta rất là phiền phức đấy, các bạn phải sửa lại Win hoặc là cài lại máy các bạn nhé. Đó, ở đây thì các bạn muốn xuất cái nào thì các bạn chọn cái đó, nếu các bạn xuất cả thì các bạn là chọn hết nhé. Ở đây mình ví dụ như các bạn là cần xuất video thôi thì các bạn đóng hết tất cả cái này lại đó, thì các bạn sẽ lấy video trên Zalo xuống, hoặc là các bạn muốn lấy thêm tin nhắn thì các bạn tích vào đây để chọn tin nhắn, chọn hình ảnh các bạn tích vào đây đó. Rồi đó thì mình vừa chia sẻ các bạn về một số cái tính năng rất là cơ bản về các cái cài đặt cơ bản và rất là cần thiết ở trên máy tính. Thì hy vọng là cái chia sẻ của mình sẽ cung cấp cho các bạn được một số cái thông tin hữu ích dành cho các bạn nào mới sử dụng Zalo ở trên máy tính. Rồi thì thời gian vừa qua là mình cũng có chia sẻ được một số cái video về cách sử dụng máy tính ở trên kênh của mình nhé. Thì thông qua video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách truy cập vào cái kênh của mình nhé. Sau khi các bạn mở trang chủ của YouTube ở trên máy tính hoặc là trên điện thoại, các bạn gõ vào cái phần tìm kiếm này này, các bạn gõ vào là Khám Phá Cuộc Sống TV đấy, các bạn gõ không dấu nhé. Đó, sau đấy các bạn kích vào cái phần kênh lúp bên phải này để các bạn tìm kiếm này, Khám Phá Cuộc Sống TV. Đây là cái kênh của mình các bạn này, các bạn tích vào cái hình avatar này nhé. Đây là cái kênh của mình các bạn này. Thì sau khi truy cập vào cái kênh ấy, thì các bạn kéo cái thanh trượt bên phải này xuống này, để chúng ta tìm các cái chủ đề mà các bạn quan tâm nhé. Đó. Ví dụ như là hướng dẫn là sử dụng máy tính này cho người mới bắt đầu này. Đó. Hướng dẫn là sử dụng Word này, hướng dẫn là sử dụng PowerPoint, hướng dẫn là sử dụng máy in cho người mới sử dụng này, và hướng dẫn sử dụng điện thoại là một số cái kinh nghiệm sử dụng điện thoại cơ bản dành cho các bạn nhé. Đấy, và các cái mục khác ở phía dưới này. Ngoài ra thì bạn nào mà đam mê trồng cây thì các bạn cũng có thể truy cập vào cái kênh của mình để các bạn tham khảo thêm một số video về trồng cây ở dưới này các bạn nhé. Rồi, thì mình xin dừng video tại đây nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video và chúc tất cả các bạn sử dụng Zalo ở trên máy tính thành công. Đó. Sau video này mà bạn nào có vấn đề gì các bạn cần chia sẻ thì các bạn tiếp tục comment ở dưới nhé. Mình sẽ trao đổi với tất cả các bạn. Nếu các bạn thấy video của mình hay và ý nghĩa thì các bạn nhớ like và chia sẻ tất cả mọi người cùng xem nhé. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình, để mình có động lực làm thêm cả video khác chia sẻ tất cả các bạn nhé. Rồi, xin chào tất cả các bạn.